Bốn loại nước sẽ giúp cho chị em phụ nữ mình trẻ ra 10 tuổi mình có thể uống hàng ngày được. Nước thứ nhất đó chính là nước trà xanh. Nước trà xanh thì mỗi ngày chỉ cần một cốc thôi sẽ giúp chống oxy hóa rất là tốt, giúp cho da dẻ trẻ và ngăn ngừa các gốc tự do. Nước thứ hai có thể đào thải độc tố cho gan này, cho thận này. Và chị em mình có thể dùng cái lá này, đó chính là lá tía tô. Mình xay nhuyễn cho thêm mật ong, cho vitamin E và sữa chua không đường để mình đào thải độc tố cho da. Những người mà bị sạm, bị nám, bị tàn nhang thì nó sẽ phục hồi da rất là tốt. Sữa hạnh nhân sẽ giàu vitamin E, vitamin B, canxi. Và đặc biệt, chị em phụ nữ cái nội tiết tố kém ấy, ngoài việc mình sử dụng cái bột sắn dây nhé, mỗi ngày uống cho em một ly nước sắn dây. Một ly nước sắn dây vào buổi sáng, nó vừa giàu canxi này, vừa giúp đào thải độc tố và giúp bổ sung và cân bằng ổn định lại cái nội tiết tố của chị em phụ nữ rất là tốt. Đấy là vào buổi sáng và kết hợp cho em vào buổi tối nhé, 8 giờ tối đến 10 giờ tối. Đây là giờ của nội tiết thải độc. Chị em nào bị sạm, bị nám, tàn nhang, cái kinh nguyệt của mình kém quá, kinh nguyệt không đều, thường xuyên khó ngủ, mất ngủ, bốc hỏa. Cái giai đoạn mà 49-53 là giai đoạn nước cạn, giai đoạn kinh hết, giai đoạn mãn kinh. Giai đoạn 35-36 tuổi trở ra là giai đoạn bắt đầu suy giảm về nội tiết tố. Bắt đầu có thể là chị em phụ nữ mình bị tiền mãn kinh sớm. Vậy thì có thể kết hợp cho em theo cái viên dưỡng nhan. Viên dưỡng nhan bát thảo uống vào khoảng 8-9 giờ tối để khôi phục, ổn định, cân bằng lại nội tiết tố.